bán nha. Anh nhỏ thả dược khẩn nha, nhỏ thả dược sáo luôn. Dù con là phải đem bên kia rồi, phải đem bên kia rồi, đem qua bên kia rồi. Ai, nhỏ con á chứ ai. Đó là có gió rồi. Năm em rồi nha. Rồi lên. Sáu lên đã không? Cái một rồi lên rồi. Sáu lên ngon. Nhỏ thả dược phấn nha, dược lên nè, đó rớt đắt luôn. Tiếp tục không được rồi, không ổn rồi, phải hời ca, đứng ngay gió à. Đó. Sao nhẹ gió ghê không. Cái một lên liền không? Rồi. Phút cái cây rồi. Rồi lên. Mạnh lên. Ôi chà, ôi à, lên tiếp. Rớt luôn, rớt luôn. Không được rồi. Không thành công rồi. Vậy. Anh kia qua anh không đem dịu ha, qua cái anh nói gió yếu rồi. Thằng cô cướp vô đây được, phải đem dịu nhẹ gió vô thả ha. Quá nhẹ ạ, siêu ạ, siêu đắng ạ. Nè, bỏ qua. Nó thấy không? Rò 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 rồi rò đi. Gió cũng vừa bây giờ nha. Vừa vừa chuẩn bị hạ không à. Chưa có gió mạnh. Rò đi. Đang rò, đang rò. Thank you.
Sáo mà nhẹ gió gơi, không có gắn sáo vậy nha. Thả không à. Hai em nhỏ thả à. Quá đậm. Con này hơi nặng gió hay sao? Đó. Ăn gió rồi đó. Lên. Lên luôn. Đó. Bốn con chùm nè. Năm con luôn à. Rút lên nào. Đó. Cao nhất luôn nha. Đó. Hai con này lên nào. Rồi, ba con luôn. Kịp luôn. Rồi thôi bây giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi, gió yếu chứ cũng thả được 8 con nha. Rồi chào các bạn nha. Lên 5. Nhiều đá đẹp dữ à. Mới rồi hả?